người dân đổ xô lên cầu cao tốc vượt hồ dài nhất Thanh Hóa ngắm cảnh. Với cảnh quan đẹp, cầu Yên Mỹ trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang thu hút đông đảo người dân đổ xô về đây hóng mát ngắm cảnh trước ngày thông xe. Trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có cây cầu vượt hồ Yên Mỹ, huyện Nông Cống là cầu vượt hồ dài nhất. Cây cầu này được đầu tư với tổng số vốn 240 tỷ đồng, thuộc dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn. Cây cầu bắc qua lòng hồ Yên Mỹ có cảnh quan đẹp, đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy khung cảnh núi non hùng vĩ, làn nước trong xanh. Theo thiết kế, cây cầu dài gần 1 km, có 24 trụ 2 mố và 25 nhịp mỗi nhịp dài 40 m. Theo dự kiến, cây cầu sẽ thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9. Đến nay, các hạng mục công trình cơ bản đã được hoàn thành. Những ngày qua, đông đảo người dân địa phương sinh sống gần cây cầu thường ra đây để ngắm cảnh hóng gió. Do khung cảnh cầu khá đẹp nên những ngày trở lại đây và mỗi buổi chiều muộn, người dân từ khắp nơi lại tập trung lên cầu đi hóng gió, chụp hình lưu niệm, một người dân xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống chia sẻ.